Máy Masako G-Back G20 thông minh, nổi bật với công nghệ massage sung điện EMS thế hệ 3, mô phỏng phương pháp bấm huyệt châm cứu chuyên nghiệp, đặc biệt chế độ massage sưởi nhiệt tiên tiến với 3 mức nhiệt độ khác nhau từ thấp đến cao, giúp cải thiện lưu thông tuần hoàn máu, giảm nhức mỏi căng cơ nhanh chóng và hiệu quả. Kết hợp với 4 chế độ massage đa dạng: massage tuần hoàn, massage nhỏ nặng, massage xoa bóp, massage châm cứu, cùng với 15 cấp cường độ massage từ nhẹ đến mạnh, đáp ứng tốt mọi nhu cầu massage thư giãn của bạn. Đặc biệt, bạn có tới 3 cách để điều khiển chiếc G20 này. 1 là nhấn nút trực tiếp trên thân máy. 2 là sử dụng điều khiển cầm tay tiện lợi. 3 là kết nối ứng dụng trên điện thoại, vô cùng trực quan và nhiều tính năng thông minh hữu ích. Bên cạnh đó, G20 nổi bật với thiết kế chữ L ôm khít vừa vặn cho cảm giác đeo rất thoải mái, chắc chắn và ổn định. Ngoài ra, G20 cũng được trang bị cổng USB-C sạc tiện lợi cùng với chế độ tự tắt máy sau 60 giây không sử dụng, vô cùng hữu ích. Tổng kết lại, G-Back G20 là một trợ lý đắc lực trong việc chăm sóc sức khỏe và làm giảm căng thẳng mệt mỏi hiệu quả mỗi ngày.